ngôn viên Tuyết Nha và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam Cali, 16.12 tại miền Bắc Cali, mở rộng ra Houston, Texas trên băng tần 27.7 và trên hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên website ibctv.us. Như thường lệ, chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Đức và Trung Quốc kêu gọi chấm dứt xung đột Ukraine tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nga bảo vệ sự công bằng quốc tế với Trung Quốc. Quần vợt ATP trở lại Trung Quốc. Phép giữ nguyên lãi suất, thực hiện chính sách thắt chặt hơn tới năm 2024. Hạn hán đe dọa nguồn cung cấp cho cư dân sông Amazon của Brazil. Sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới Đức và Trung Quốc với phần trình bày của sứ ngôn viên Linh Trịnh. Vâng, kính thưa quý vị, Đức và Trung Quốc kêu gọi chấm dứt xung đột Ukraine tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng Đức là Olaf Scholz và Thứ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc, ông Ma Chaozhou, hôm thứ Tư ngày 20 tháng 9 đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Những người này đã phát biểu tại một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine. Đã gần 19 tháng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc chống lại nước láng giềng có chủ quyền Ukraine. Hàng chục nghìn binh sĩ và thường dân Ukraine đã thiệt mạng. Vô số trẻ em Ukraine đã bị bắt cóc. Quân đội Nga đã sát hại, hãm hiếp và tra tấn. Họ đang nâng các thị trấn và làng mạc lên mặt đất, ông Scholz đã nói như trên. Ông Scholz cũng nói thêm, chúng ta càng đoàn kết hơn trong việc bác bỏ sự xâm lược của Nga thì cuộc chiến này sẽ kết thúc càng sớm. Ông Mã cho biết, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các thành viên Hội đồng Bảo an để chấm dứt xung đột. Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng trước Đại hội đồng gồm 193 thành viên với số phiếu áp đảo yêu cầu Moscow rút quân khỏi Ukraine và ngừng chiến đấu. Nga xâm chiếm nước láng giềng vào tháng 2 năm ngoái. Nga bảo vệ sự công bằng quốc tế với Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói nước ông sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc chống lại sự bá quyền đơn cực và đối đầu trong khối, bảo vệ sự công bằng và công lý quốc tế. Ông đưa ra nhận xét này khi gặp ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Giám đốc Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương tại St. Petersburg. Ông Putin đã cho rằng chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 3 năm nay đánh dấu kỷ nguyên mới trong bang giao hai nước. Kể từ đó, những thỏa thuận quan trọng đạt được giữa hai bên không ngừng được triển khai, mang lại kết quả tích cực với nhiều lĩnh vực như hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa, thể thao. Ông cho biết Nga đã vượt qua tác động của những lệnh trừng phạt đơn phương do những nước phương Tây áp đặt và nền kinh tế nước này đã bắt đầu phục hồi và hoạt động bình thường trong năm nay. Cho biết thêm Nga đã sẵn sàng tăng cường lập kế hoạch và tăng cường hợp tác thực chất với Trung Quốc. Quần vợt ATP trở lại Trung Quốc. Giải quần vợt ATP Nam đang diễn ra ở Trung Quốc khi trở lại nước này sau 4 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19. Giải vô địch Thành Đô mở rộng và Chu Hải, cả hai giải ATP 250 hiện đang được tổ chức. Vào hôm thứ Ba ngày 20 tháng 9, Yoshihito Nishioka của Nhật Bản lọt vào vòng 2 tại Chu Hải, trong khi Taro Daniel gây sốc với Alexander Vukic ở Thành Đô để cùng Roman Safiulin vào vòng 2. ATP 500 China Open sẽ diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 28 tháng 9, sau đó ATP 1000 Shanghai Masters sẽ diễn ra. Thưa quý vị, Fed giữ nguyên lãi suất và thực hiện chính sách thắt chặt hơn cho tới năm 2024. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ giữ lãi suất ổn định vào ngày 20 tháng 9 nhưng củng cố lập trường dầu hâu của mình với một đợt tăng lãi suất khác dự trù diễn ra cuối năm nay hay chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt đáng kể cho tới năm sau so với dự trù trước đó. Như đã từng thực hiện vào tháng 6, những nhà hoạch định chính sách của Fed ở mức trung bình vẫn thấy lãi suất
chuẩn của Ngân hàng Trung ương đạt đỉnh điểm trong năm nay với mức 5.50% tới 5.75%, cao hơn 1/4 điểm phần trăm so với phạm vi hiện tại. Nhưng từ đó, những dự báo cập nhật hàng quý của Fed đã cho thấy lãi suất giảm 0.5% vào năm 2024 so với mức cắt giảm toàn bộ điểm phần trăm được dự đoán tại cuộc họp vào tháng 6. Với việc lãi suất quỹ liên bang giảm xuống 5.1% vào cuối năm sau hay 3.9% vào cuối năm 2025, thì thước đo lạm phát chính của Ngân hàng Trung ương được dự đoán giảm xuống 3.3% năm nay và 2.5% vào năm tới và 2.2% vào cuối năm 2025. Fed dự trù đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% vào năm 2026, trễ hơn so với dự đoán của một số giới chức. Thị trường tài chính cũng kỳ vọng rộng rãi Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Hạn hán đe dọa nguồn cung cấp cho cư dân sông Amazon của Brazil. Các con sông đang rút dần ở Amazon của Brazil đang đe dọa nguồn cung cấp cho người dân sống ở các cộng đồng vùng sâu, vùng xa. Theo các cơ quan địa chất Brazil, sông Solimões ở bang Amazonas của Brazil đang phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ thứ hai trong 10 năm qua. Các dòng sông là huyết mạch cho những cộng đồng này, là con đường chính để đưa nguồn cung cấp vào. Người dân địa phương đã phải sử dụng cano để chở lượng nhỏ lương thực và nhiên liệu vì một số thuyền lớn hơn không thể băng qua vùng nước trũng nữa. Dòng sông Solimões mênh mông hiện khô cạn đến mức người ta có thể đi bộ dọc theo nó. Đối với giáo viên địa phương và học sinh, họ sẽ sử dụng dòng sông để đến lớp. Bây giờ họ đang đi những con đường khác nhau xuyên qua thảm thực vật. Sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Sứ ngôn viên Linh Trình và Tuyết Nha sẽ trở lại để tường trình đến quý vị những bản tin nổi bật liên quan tới Thủ tướng Anh cho biết sẽ thay đổi mục tiêu khí hậu nhưng phủ nhận việc hạ thấp mục tiêu trong năm nay. Hay người dân tại San Francisco đang hít thở không khí không lành mạnh từ vấn đề cháy rừng gây ra. Và cảnh sát Venezuela đã đột nhập nhà tù nơi băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động. Hay một vụ nổ bom xe xảy ra gần ngôi sở cảnh sát khiến hai người thiệt mạng ở tây nam Colombia. Và theo như World Bank trình bày thì ngân sách chính phủ Việt Nam đang tiếp tục thâm hụt. Kính mời quý khán giả đón xem.